Câu hỏi 106. Có thể sử dụng nước nho ép và bánh gạo trong thánh lễ cho những người nghiện rượu hoặc dị ứng với lúa mì hay chất gluten không? Vấn đề chất thể dùng cho bí tích thánh thể được chính Đức Kitô xác định và được giáo hội tái khẳng định. Trong bữa tiệc ly, Đức Kitô đã dùng rượu nho và bánh không men. Điều này rất quan trọng vì nhiều lý do. Thứ nhất, bữa tiệc ly được cử hành trong bối cảnh bữa tiệc vừa qua. Tại bữa tiệc vừa qua, Maggio, bánh không men làm từ lúa mì, cũng như rượu nho được chúc lành và sử dụng. Lễ vừa qua đánh dấu việc giải phóng người Do Thái khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Chính trong bối cảnh này, Chúa Giê-xu, đấng là tác giả của giao ước mới, chính là lễ vừa qua mới. Bằng cái chết và sự phục sinh của mình, Đức Giê-xu đã giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã lấy bánh và rượu, thánh hiến thành mình và máu, cũng như báo trước cái chết và sự phục sinh của Ngài, để các tông đồ lãnh nhận đấng cứu thế được siêu tôn và phục sinh dưới hình bánh và rượu. Vào thời Chúa Kitô, bánh và rượu là những thứ phổ biến đối với những người sống ở vùng địa Trung Hải. Thật vậy, rượu được uống nhiều hơn nước, vì thường thì nước không sạch hoặc không tinh khiết. Khi Chúa Giê-xu sử dụng những yếu tố phổ biến này, Ngài đã chỉ ra rằng bí tích thánh thể dành cho tất cả mọi người, cho mọi thời đại, thậm chí cho đến tận thế. Bánh và rượu đề cập đến tính phổ quát ơn cứu độ của Thiên Chúa và sự phong phú của ân sủng mà Ngài ban tặng cho nhân loại. Giáo hội tiếp tục lời ủy thác của Chúa Giê-xu: hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Trong các tín điều, giáo lý, giáo luật và công đồng chung, Huấn Quyền đã dạy rằng đối với tính thành sự của thánh lễ, chất thể sử dụng phải là bánh mì không men và rượu nho. Bí tích thánh thể được liên hệ đến tiệc thánh. Bánh mì diễn tả dinh dưỡng và rượu nho diễn tả sức khỏe và sự sung mãn. Bí tích thánh thể ban cho chúng ta cả ba: thánh thể nuôi dưỡng linh hồn và ban cho chúng ta sức khỏe tâm linh, và ân sủng của bí tích là sự sung mãn của chúng ta. Có những thời điểm nhất định, giáo hội cho phép một chút thay đổi về chất thể bánh rượu. Ví dụ, nếu một linh mục là một người nghiện đang cai rượu, Ngài có thể xin phép sử dụng mustard, vốn là nước nho không đường và bắt đầu trải qua quá trình lên men. Quá trình lên men này làm cho nước nho trở thành rượu, biến đường trong nước nho trở thành cồn. Do đó, mustard chứa một tỷ lệ cồn rất thấp, thấp hơn 0,5%. Nhiều người đang cai rượu có thể nhấm nháp thứ này trong vài phút và không ảnh hưởng đến việc điều trị. Nhưng mustard vẫn được coi là rượu hoặc rượu đang trong quá trình sản xuất. Thứ đến, một người bị dị ứng với lúa mì, với điều kiện người này không phải là linh mục, được khuyến khích rước máu thánh. Nếu điều này không thể, một bánh thánh đặc biệt được làm với lượng gluten rất thấp, thấp hơn 1% với tác dụng phụ cực kỳ ít, có thể được sử dụng như chất thể hợp lệ. Bất kỳ loại chất thể nào khác như gạo, yến mạch hoặc các loại nước ép hay rượu mạnh khác sẽ làm mất đi tính thành sự của sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể. Câu hỏi 105. Các phó tế hoặc nữ tu có thể dâng lễ khi không có linh mục. Chỉ linh mục được truyền chức hợp pháp mới có thể dâng lễ. Trong mỗi thánh lễ, chính Chúa Giê-xu vừa là tư tế vừa là lễ vật. Vì trong Thiên Chúa không có thời gian và Ngài là hiện tại vĩnh cửu, nên hy lễ Canvê đã đến với chúng ta hàng thế kỷ qua.
Chúa Giêsu làm cho hy lễ của Ngài trường tồn vĩnh cửu qua chức từ tế bí tích. Trong bữa tiệc ly, sau khi thiết lập bí tích thánh thể, Ngài cũng đã truyền cho các tông đồ chức tư tế bằng những lời sau: hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Đức Kitô đã truyền chức linh mục cho người nam, bởi vì các linh mục cử hành thánh lễ trong bản thân Đức Kitô hay thay mặt Đức Kitô, in personal Christi. Các linh mục là phương tiện để Chúa Kitô tiếp tục công cuộc cứu độ của Ngài. Trong thánh lễ, chính Chúa Kitô là người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao ban cho cả thế giới. Linh mục chỉ là khí cụ của Chúa Kitô. Các phó tế có thể công bố lời Chúa, giảng lời Chúa và cho rước lễ những bánh thánh đã được truyền phép trong thánh lễ trước đó. Các tu sĩ nam nữ cũng có thể chủ sự một nghi thức ngoài thánh lễ và cũng có thể cho rước lễ những bánh thánh đã được truyền phép trong một thánh lễ khác. Điều này được tòa thánh cho phép những nơi mà linh mục không thể thường xuyên cử hành thánh lễ, và nhờ thế giáo dân có thể vẫn nhận được ơn sủng của bí tích thánh thể. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.